ghi nhận trong ngày đầu tiên, ngày 31 tháng 5 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cộng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong trưa và chiều nay, tại trung tâm quận 1, các điểm du lịch thường tập trung đông người dân và du khách như nhà thờ Đức Bà, đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Con Rùa, phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng hẳn người qua lại. Những điểm này đều có thông báo tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các công viên trung tâm thành phố đều được rào chắn. Hàng loạt quán cà phê trên đường Nguyễn Du, Nguyễn Văn Chim, quận 1 là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ trong hôm nay thưa thớt người. Trong đó một số quán chọn hình thức bán hàng mang về và một số chọn đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại và một số cửa tiệm ăn uống, quán ăn vỉa hè đều đóng cửa chấp hành nghiêm theo chỉ đạo của thành phố. Vì giãn cách xã hội, người dân chủ yếu sinh hoạt tại nhà nên các shipper giao hàng đồ ăn khá bận rộn trong mùa dịch. Mật độ các phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hôm nay diễn ra bình thường. Tuy lưu lượng có giảm so với ngày thường nhưng không đáng kể. Đồng thời không xảy ra kẹt xe ở một số điểm nóng trong khung giờ người dân tan ca ra về. Thông tin từ Sài Gòn Co-op, tại hệ thống siêu thị Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, lượng hàng hóa thực phẩm tươi sống dồi dào và ổn định trong thời gian dài nên giá cả có xu hướng giảm nhẹ, cùng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá. Vì thế, người dân có thể yên tâm mua sắm. Bên cạnh việc mở cửa bán hàng phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội, Sài Gòn Co-op cũng tăng cường thêm các kênh bán hàng trực tuyến, mở rộng mua sắm online qua ứng dụng app Sài Gòn Co-op. Ghi nhận tại siêu thị Co-op Extra Tân Phong ở SC VivoCity, quận 7, chiều tối ngày 31 tháng 5, lượng khách đến không đông. Các đơn hàng online tại siêu thị này tăng 120% và doanh số tăng 96% so tháng trước. Covid không chỉ tại Việt Nam, anh thấy rất là tốt so với mấy cái nước châu Á và nước ngoài, rất là tốt, cực kỳ tốt. Tại vì nó không như nước ngoài, ở giãn cách xã hội thì họ sẽ thông báo trước mấy ngày, nhưng mà Việt Nam không phải, thì có thể thông báo trước 1-2 ngày thì để dân không có còn thời gian nhiều đi vào đi lại thì rất là tốt. Anh sẽ chọn cái ngày mà giãn nhất, người vắng nhất đi mua đồ. Chị biết là ngày hôm qua mọi người chắc là sẽ đổ đi mua rất là nhiều nên chị không có đi, mà rút kinh nghiệm mấy lần trước thì chị cũng không thấy là bị thiếu hàng hóa gì hết. Cho nên là hôm nay chị yên tâm chị đi thì thấy rõ ràng là vắng vẻ và dễ mua sắm hơn nhiều. Bây giờ lo lắng thì cũng không có tác dụng gì nên là mình cứ làm đúng theo những cái yêu cầu của nhà nước thôi. Những cái lần trước thì mình cũng đã thành công, lần này chị cũng tin tưởng ủng hộ nhà nước yêu cầu làm như nào mình tuân thủ như vậy chắc là sẽ ổn.